Sau đây anh Thanh Tùng sẽ chuyển tới quý vị khán giả những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào anh Tùng ạ. Chào anh. Biết là mấy ngày tới thì diễn biến nắng nóng tại Bắc Bộ cũng như là Trung Bộ sẽ như thế nào thưa anh? Dạ vâng, chúng ta đã chính thức bước vào cái đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay và có thể nói là mức độ nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung thì đang tăng lên từng ngày ạ. Và như vậy là ngày mai thì sẽ còn nóng hơn so với hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta cùng xem những nơi nóng nhất vào ngày mai đó là ở đâu ạ? Cụ thể đó là ở Sơn La, Hòa Bình cũng như là từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất được dự báo sẽ là 37 đến 40 độ C. Thậm chí một số nơi như là Hương Khê, Đồng Hới hay Đông Hà là còn trên 40 độ C. Tiếp đến là khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên, ngày mai sẽ có khoảng nhiệt là 36 đến 38 độ C và có nơi là trên 39 độ C. Các nơi khác ở miền Bắc bao gồm cả thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ sẽ ở đầu mức nắng nóng, trưa chiều mai phổ biến khoảng nhiệt 35 đến 37 độ C. Có nơi trên 37 độ C. Ở khu vực Đông Bắc Bộ thì nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày mùng 4 tháng 4. Còn với Tây Bắc Bộ và Trung Bộ thì nắng nóng kéo dài hơn đến khoảng ngày mùng 5 hoặc là mùng 6 tháng 4. Đợt nắng nóng này xuất hiện khá sớm so với mọi năm, nhất là ở Đông Bắc Bộ. Hàng năm thì đợt nắng nóng đầu tiên ở khu vực này thường là sẽ phải xuất hiện trong cái khoảng là từ giữa tháng 5 cho đến giữa tháng 6. Nhưng mà năm nay, ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 4 là nắng nóng đã xuất hiện rồi. Như vậy là nắng nóng đã đến sớm hơn khoảng 1,5 đến 2 tháng. Với khu vực Nam Bộ thì dự báo là ngày mai nắng nóng vẫn xuất hiện ở nhiều nơi hơn và không chỉ có ở khu vực miền Đông Nam Bộ mà rất nhiều nơi khác của miền Tây như là ở Mỹ Tho, Cao Lãnh, Châu Đốc, Vị Thanh hay là Vĩnh Long cũng xảy ra nắng nóng, nhiệt độ nhiều nơi phổ biến là từ 35 đến 37 độ C. Nắng nóng tăng cao thì nhu cầu sử dụng điện cũng sẽ tăng. Để tiết kiệm chi phí cũng như là tiết kiệm điện thì quý vị hãy tắt hoặc là rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng. Bật điều hòa ở mức 26 đến 27 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và rèm cửa. Chúng ta cần phải hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như là điều hòa, bình nóng lạnh, bếp đun điện, bình đun nước nóng. Không cắm cơm, ủ cơm quá lâu trước giờ ăn, gây tốn điện. Không chứa quá nhiều hoặc là quá ít đồ ăn ở trong tủ lạnh hoặc là để đồ quá nóng vào tủ lạnh. Còn bây giờ chúng tôi xin chuyển sang phần dự báo chi tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội đêm nay không mưa, 26 độ. Ngày mai thì nắng nóng, 36 độ C. Thành phố Đà Nẵng đêm nay tạnh ráo, 26 độ C. Ngày mai cũng có nắng nóng với mức nhiệt là 35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay không mưa, 27 độ C. Ngày mai tiếp tục có nắng nóng, 36 độ C.